Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cả miền Bắc bước vào một chu kỳ tăng nhiệt mới. Trời tiếp tục nắng ráo, thời tiết ấm áp hơn, với nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 18 cho tới 20 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ có thể tăng cao hơn khoảng 1 đến 2 độ. Trời phổ biến nắng ráo, ít mưa. Tuy nhiên, về đêm và sáng thì nền nhiệt độ vẫn ở mức thấp, mức nhiệt chỉ khoảng từ 9 đến 12 độ. Vùng núi là từ 6 đến 8 độ. Vùng núi cao như Mẫu Sơn, Lạng Sơn hay Sapa, Lào Cai còn dưới 4 độ. Trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần. Ở miền Trung, thời tiết cũng có những chuyển biến khả quan hơn. Dự báo ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mưa chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi, trời vẫn khá rét buốt. Vào đêm và sáng với mức nhiệt độ trong khoảng từ 12 cho tới 15 độ. Trong ngày trời có nắng nhẹ, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên từ 18 tới 20 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như Con Cuông, Quỳnh Lưu của Nghệ An, nhiệt độ có thể cao hơn khoảng 1 đến 2 độ. Đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, do khối không khí biển với đới gió đông đang lấn dần vào, nên hôm nay khu vực có mưa rải rác, lượng nhỏ từ 5 cho tới 15mm về tối và đêm. Còn trưa chiều thì trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 24 tới 26 độ. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Quảng Ngãi và từ 27 cho tới 30 độ, đối với các tỉnh từ Bình Định cho tới Bình Thuận. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định trở lại. Ngày trời nắng sớm, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 29 tới 31 độ. Còn với Nam Bộ, khu vực miền Đông nhiệt độ là từ 34 tới 35 độ và từ 32 tới 33 độ là mức nhiệt ở khu vực miền Tây.